Thưa quý vị và các bạn thân mến, ai sẽ trở thành Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ của khóa Đại hội 13 sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam? Như chúng tôi đã đưa tin ngày 2 tháng 2 năm 2030, ông Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành quyết định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Quản lý. Trong đó có vài thay đổi so với quyết định 90 ban hành năm 2017. Có ý kiến cho rằng ông Trọng muốn đi tiếp, tuy nhiên cần phải biết rằng tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay là nằm nhiều hơn ngồi và đi lại thì càng phải hạn chế hơn rất là nhiều. Vì việc tại vị kéo dài của ông Trọng là điều không thể. Nếu như ông cố tình tham quyền cố vị thì sẽ đi theo Mác Lê và Hồ Chí Minh nhanh hơn. Quyết định 214 nhìn tổng thể thấy rõ nhất là việc hạ thấp các tiêu chuẩn cho các ứng viên vị trí Tổng Bí thư. Nhiều suy đoán cho rằng làm như vậy thì ông Trần Quốc Vượng là đệ tử của ông Nguyễn Phú Trọng mới đủ tiêu chuẩn để bước vào ngồi lên cái ghế Tổng Bí thư quyền lực nhất ở Việt Nam hiện nay. Nhưng mặt khác, cũng có thể suy đoán cơ hội của nhiều người khác cũng đang được mở rộng để cạnh tranh. Do đó, sắp tới cuộc chiến tranh giành quyền lực ngày càng sôi nổi để cho những đối thủ tranh giành các ghế tam trụ hoặc tứ trụ sẽ diễn ra vào đầu năm tới, năm 2021. Các ông bà đã âm thầm đi vận động phiếu sẽ rộn ràng suốt năm 2020 này là năm bản lề cho tiền đại hội 13. Nói tóm lại, hai chiếc ghế quan trọng nhất là Tổng Bí thư và Chủ tịch nước cộng với ghế Thủ tướng Chính phủ hiện nay vẫn chưa chắc chắn sẽ thuộc về tay ai. Một phân tích về quyết định 214 của anh Dương Quốc Chính tại Hà Nội. Nhìn chung, đa số nội dung quy định đều khá mơ hồ, không có công cụ gì để cân đo đong đếm các phẩm chất như có tinh thần yêu nước nồng nàn, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Mẫu mực về phẩm chất đạo đức sống trung thực khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc, là trung tâm đoàn kết gương mẫu về mọi mặt. Không tham nhũng, lãng phí cơ hội, vụ lợi, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng. Tệ nạn, quan liêu, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cử quyền và lợi ích nhóm, tuyệt đối không trục lợi và cũng không thể để cho người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi và rất nhiều những vấn đề khác nữa. Thực ra nếu cứ áp theo những quy định này mà để bọn nhân dân đấu tố qua Facebook thì sẽ chả có đồng chí nào đủ tiêu chuẩn làm cán bộ lãnh đạo cả. Tuy nhiên, quy định mới về phẩm chất lãnh đạo có một uy tín cao trong nhân dân. Nhưng bọn nhân dân thì không có cách gì để cho ý kiến với đảng ngoài việc chém gió Facebook. Điều này chứng tỏ đảng sẽ hóng phản hồi từ Facebook về uy tín của các đồng chí ứng viên lãnh đạo chủ chốt. Trong tứ trụ có hai vị trí quan trọng nhất, đó là Tổng Bí thư và Thủ tướng Chính phủ. Có ảnh hưởng lớn nhất đến vận mệnh quốc gia. Nếu căn cứ theo quy định này, ta thấy có hai khái niệm rất mơ hồ về chức danh Tổng Bí thư, đó là người kế nhiệm và cán bộ chủ chốt. Cán bộ chủ chốt là mới bổ sung vào quy định mới này, còn quy định ở quy định 90 của năm 2017 thì không có điều này. Lẽ ra quy định phải có phần giải nghĩa các khái niệm như văn bản pháp quy, nhưng ở đây không có, nên chúng ta phải tự suy diễn. Người kế nhiệm có thể hiểu là cấp phó thường trực của chức danh lãnh đạo đương nhiệm. Ví dụ, Tổng Bí thư thì người kế nhiệm là thường trực Ban Bí thư. Còn cán bộ chủ chốt có thể tạm hiểu là tam trụ và thường trực Ban Bí thư. Theo nhận định cá nhân mình thì khả năng cả ba trụ cùng nghỉ hưu vào nhiệm kỳ tới là rất cao. Chắc chắn Tổng Bí thư thì sẽ nghỉ rồi vì tình hình sức khỏe không cho phép. Như vậy, khả năng ông Trần Quốc Vượng sẽ là ứng viên duy nhất hoặc sáng giá nhất cho chức vụ Tổng Bí thư vì vừa là cán bộ chủ chốt, vừa là người kế nhiệm, có vẻ như cũng ít điều tiếng với bọn nhân dân hơn. Chưa thấy bị thế lực thù địch đấu tố trên Facebook, còn các ủy viên Bộ Chính trị khác
còn lại thì hầu hết đã bị đấu tố rất nhiều. Trường hợp cạnh tranh duy nhất với ông Vượng thì chỉ có thể là ông Nguyễn Xuân Phúc, đương kim Thủ tướng Chính phủ thì mới đạt được các tiêu chí cán bộ chủ chốt, còn bà Ngân không được xét vì là nữ mà lại là người miền Nam. Như khả năng ông Phúc tiếp tục làm Tổng Bí thư theo mình là ít khả năng do tuổi tác về một số tiêu chí không đạt. Về chức danh Thủ tướng có yêu cầu sau đáng chú ý, hiểu biết sâu, rộng nền hành chính quốc gia, kinh tế, xã hội, đất nước, kinh tế, chính trị thế giới và hội nhập quốc tế. Có năng lực toàn diện về tổ chức quản lý, chỉ đạo điều hành cơ quan hành chính và nhà nước về hệ thống chính trị. Có vẻ như điều này mở đường cho ông Vương Đình Huệ vì ông đang phụ trách về kinh tài ở chính phủ và xuất thân là người có kinh nghiệm về quản lý, giám sát kinh tế. Người thứ hai cạnh tranh là ông Trương Hòa Bình vì ông đang là Phó Thủ tướng Thường trực. Tuy nhiên, ông xuất thân là công an và tòa án nên ông hợp với vị trí Chủ tịch nước hay Tổng Bí thư hơn là Thủ tướng. Nhưng vị trí Tổng Bí thư đã là của ông Vượng rồi và vị trí này không yêu cầu phải là người kế nhiệm. Phó Thủ tướng Thường trực nên các ông như Vương Đình Huệ và một số người khác chung như ông Trương Hòa Bình thì sẽ yếu thế hơn rất nhiều. Người thứ ba cạnh tranh sát hơn với ông Vương Đình Huệ là Nguyễn Văn Bình vì ông này cũng có kinh nghiệm tốt về quản lý, điều hành kinh tế. Nhưng xét về mặt quan hệ với ông Trọng và uy tín với bọn nhân dân thì ông Bình yếu hơn ông Vương Đình Huệ. Vì sao ông Bình còn yên ổn đến giờ này vẫn là một câu hỏi. Các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội thì vô thưởng vô phạt hơn, yêu cầu cũng không khắt khe lắm để có thể khoanh vùng được ngay. Nhưng chức danh Chủ tịch nước có một nội dung đáng chú ý. Có năng lực nổi trội toàn diện trên các mặt công tác, nhất là lĩnh vực đối nội, đối ngoại, an ninh quốc phòng, hiểu biết sâu rộng về công tác tư pháp. Điều này mở đường cho các ông có xuất thân là quân đội, công an. Như vậy, ứng viên sáng giá là ông Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông Trương Hòa Bình cũng là công an và ông Phạm Minh Chính cũng là công an. Ông Bình sẽ có cửa sáng hơn chút về vị trí hiện tại đang nhỉnh hơn ba ông kia, có vẻ như ít điều tiếng hơn với bọn nhân dân hơn. Một ứng viên khác là ông Nguyễn Thiện Nhân thì phẩm chất có vẻ hợp với việc ma chay hiếu hỉ trao huân chương của Chủ tịch nước, nhưng với tiêu chí ở bên trên thì không được đáp ứng lắm, nhưng khả năng này vẫn có thể được lựa chọn. Chức danh Chủ tịch Quốc hội có quy định đáng chú ý như sau: hiểu biết sâu sắc về hệ thống pháp luật của Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế, có năng lực điều hành chất lượng hiệu quả các phiên họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hiểu biết sâu sắc về pháp luật thì mấy ông công an kể trên, nhưng năng lực điều hành các phiên họp Quốc hội thì chắc chắn thì chỉ có những người đã từng làm Chủ tịch hay Phó Chủ tịch Quốc hội. Vậy nếu bà Ngân nghỉ thì bà Tòng Thị Phóng có thể là ứng viên, nhưng hai bà này thì lại bằng tuổi nhau, đều sinh năm 1954 nên sẽ nghỉ chung cùng với ông Ngô Xuân Lịch, ông Nguyễn Xuân Phúc. Hóa ra chức danh Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội lại có nhiều ẩn số hơn cả, nhưng cũng chả quan trọng lắm, bởi vì hai vị trí này theo mình sẽ phụ thuộc vào các yếu tố bất thành văn như vùng miền, giới tính, dân tộc. Ví dụ nếu ông Vượng người Bắc có lý luận làm Tổng Bí thư, ông Huệ người miền Trung làm Thủ tướng, thì ông Trương Hòa Bình hoặc Nguyễn Thiện Nhân dân miền Nam sẽ làm Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội, dễ sẽ là một phụ nữ hoặc là một người dân tộc thiểu số nào đó. Yếu tố bất thành văn nữa cũng cần xét đến là yếu tố quan hệ với ông Trọng, thì ông Vượng và ông Huệ có hai cửa đều sáng hơn những người còn lại. Yếu tố thủ tướng là dân Nam sẽ bị bỏ qua do không kiếm được người đủ phẩm chất và quan hệ. Việc kỷ luật bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải, ông Hải đã có đơn xin rút từ tháng 6 năm 2019, rời vị trí này chỉ còn là thời gian. Người thay thế ông Hải sẽ là Vương Đình Huệ. Ông Huệ cũng là người chưa từng đi địa phương nên sự điều chuyển này ở tiền đại hội 13 cũng sẽ mở ra nhiều triển vọng cho anh Huệ. Và người ta sẽ không loại trừ khả năng ông Trọng trở thành Thái Thượng Hoàng buông rèm nhiếp chính và Việt Nam sẽ có năm trụ.
Đảng Cộng sản Việt Nam vừa mới công bố toàn văn quy định 214 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ cấp. Văn bản nêu các yêu cầu mới những chức danh cao nhất của Việt Nam gồm cả tứ trụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội. Chỉ mới 2 năm trước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký văn bản tương tự gọi là Quy định 90 công bố tháng 8 năm 2017. 2 năm sau, Quy định 214 ra đời có cùng nội dung là về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Có gì khác biệt trong hai văn bản quan trọng này? Quanh vị trí cao nhất, quan trọng nhất ở Việt Nam, chức vụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, người ta thấy yêu cầu có một số khác biệt qua ngôn ngữ hai văn bản của năm 2017 và 2020. Quyết định 214 thêm chữ mới, đó là quy tụ. Tổng Bí thư là trung tâm đoàn kết, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của Đảng, toàn quân và là sức mạnh thời đại để thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Quyết định năm 2017 yêu cầu Tổng Bí thư có trình độ cao về lý luận chính trị xây dựng Đảng. Nhưng sang năm 2020, Tổng Bí thư chỉ cần có kiến thức sâu rộng, toàn diện trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại, xây dựng Đảng và quản lý nhà nước. Năm 2017 yêu cầu Tổng Bí thư phát triển tư tưởng mới và chiến lược lớn lâu dài, đó là Quy định 90 được phát hành năm 2017. Cụm từ này đã được bỏ đi, thay vào đó yêu cầu Tổng Bí thư năm 2020 thêm chữ mới có tư duy nhạy bén và chữ mới nữa là bình tĩnh. Cụ thể toàn văn câu liên quan trong Quy định 214 năm 2020 là có bản lĩnh chính trị, tư duy nhạy bén, năng lực nghiên cứu phát hiện, đề xuất và quyết đoán, bình tĩnh sáng suốt trước những vấn đề khó, phức tạp liên quan đến vận mệnh của Đảng, của quốc gia, của dân tộc. Quyết định năm 2017 yêu cầu Tổng Bí thư có năng lực chỉ đạo chuẩn bị xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm. Nhưng đến quyết định 214 của năm 2020 thì bỏ đi chữ chỉ đạo, thay bằng chữ lãnh đạo, có năng lực xây dựng, đạo đức xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đặc biệt là người kế nhiệm, cán bộ chủ chốt. Hoàn thành tốt, áp dụng cho cả 4 chức cao nhất. Có lẽ quan trọng nhất năm 2017 yêu cầu Tổng Bí thư hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2020 đã hạ xuống còn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc hạ thấp yêu cầu này áp dụng cho tứ trụ. Tức là so với quy định cũ ban hành năm 2017, quy định năm 2020 chữ yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Thay vì hoàn thành xuất sắc đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đất nước. Các văn bản công bố gần đây cho thấy ý tưởng hợp nhất hai chức danh Chủ tịch nước và Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản không được đưa vào ngôn ngữ chính thức. Ý tưởng nhất thể hóa này được nêu ra sau khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nắm luôn chức Chủ tịch nước sau khi Chủ tịch Trần Đại Quang đột ngột qua đời vì căn bệnh lạ. Tuy nhiên, cho đến nay các chức vụ này vẫn là riêng rẽ và sẽ tiếp tục như vậy ở kỳ đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam 13, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 1 năm 2021 tới đây. Gần đây, tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải, Đại học Queensland, Úc cho hay hiện có 3 ứng cử viên nổi lên cho vị trí Tổng Bí thư là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng. Tiến sĩ Nguyễn Hồng Hải cho rằng câu hỏi lớn nhất mang tính quyết định đến việc lựa chọn là liệu Đảng Cộng sản có tiếp tục theo đuổi việc hợp nhất chức danh Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước như hiện nay hay quay về với mô hình tứ trụ truyền thống. Theo ông, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và Hiến pháp Việt Nam vẫn có quy định riêng cho chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước, nên dù một người đảm nhận hai chức vụ thì đây vẫn là hai chức vụ riêng rẽ trong hệ thống chính trị Việt Nam. Còn nếu giữ mô hình truyền thống thì có nghĩa là cần 4 vị trí tứ trụ do 4 ủy viên Bộ Chính trị khác nhau đảm nhiệm cho các chức danh cao nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam. Dù ai nắm các chức vụ này, nhu cầu cải cách thể chế, các sức ép về môi trường, y tế, biến đổi khí hậu, bộ máy cồng kềnh, quan hệ Mỹ-Trung với lãnh đạo Việt Nam sẽ vẫn còn đó, thậm chí còn tăng độ nóng của nó. Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Định chả nói gì đâu, nhưng do vô tình đọc được lời nói chuyện của ông Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước thối quá nên đành phải buông đôi lời. Một đảng mà cách mạng chân chính có đường lối đúng, có tổ chức chặt chẽ, có đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, gương mẫu tận tụy, gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân ủng hộ thì đảng đó có sức mạnh vô địch. Không thế lực lực nào ngăn cản nổi trên con đường dẫn dắt dân tộc đi lên. Đó là lời tự sướng của ông Chủ tịch kiêm Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu nhân dịp 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhưng thật sự người dân Việt Nam có tin tưởng vào Đảng Cộng sản hay không? Chính ông ta cũng biết. Người dân, ai ai cũng biết điều đó. Vâng, ở một khía cạnh nào đó thì dù ai có ghét cái đảng này đến đâu, chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng họ có những trình độ và kỹ năng vào bậc thượng thừa. Ấy, chuyện Đảng Cộng sản Việt Nam đã cực kỳ xuất sắc trong việc học tập và ứng dụng nghệ thuật tuyên truyền và việc lãnh đạo đất nước qua các thời kỳ. Ở giai đoạn ban đầu khi mới tập hợp được lực lượng, những người đi theo đảng hầu hết là nông dân, nhưng trong đó cũng không ít có những thành phần trí thức, địa chủ và con em các tư bản dân tộc. Để kêu gọi và thống nhất các thành phần này, đảng đã nêu cao ngọn cờ dân tộc để đánh đuổi thực dân. Thực chất, đây là một chiêu trò đã từng được Đức Quốc xã sử dụng rất thành công khi tuyên truyền về cái gọi là chủng tộc Aryan, thượng đẳng, để đẩy cả nước Đức lao vào đánh nhau với toàn thế giới. Ở những giai đoạn tiếp theo, đến khi cần cướp bóc và kiểm soát nguồn lực của xã hội trong cái cách dụng đất năm 1953, đảng đã chuyển từ hoạt động bí mật dưới tên gọi là rất lành là Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác ở Đông Dương thành Đảng Lao động Việt Nam hoạt động công khai năm 1951. Dưới tên gọi này, đảng đã ra sức tuyên truyền về khái niệm giai cấp, kích động thù hận giữa các thành phần xã hội, để từ đó có nguồn nhân lực to lớn thực hiện cải cách ruộng đất long trời lở đất ở miền Bắc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và câu nói về đảng của ông nhân kỷ niệm 90 năm thành lập. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng dân số Việt Nam năm 1945 tại 32 tỉnh thành là trên 13 triệu người, còn toàn cõi Việt Nam là 20 triệu người. Lúc đó do đất rộng người thưa, trình độ canh tác thấp nên diện tích đất trồng trọt cũng không có nhiều. Ngoài một số ruộng đất vốn là quanh các làng xã, một ít do các triều đại trước ban phát cho quan lại. Phần nhiều những mảnh ruộng này đồn điền lớn là do các lớp người mới như các nhà buôn hay các nhà kỹ nghệ đầu tư công sức tiền bạc khai khẩn mà có. Nhưng với những khẩu hiệu như người cày có ruộng, chí phú địa hào, đào tận gốc, chốc tận rễ, cải cách ruộng đất không chỉ là việc lấy đất của tầng lớp cai trị cũ chia cho nông dân, mà thực chất còn là cuộc cướp bóc trắng trợn tài sản, công sức, của cải của những người tài giỏi trong xã hội do tích tụ điền địa qua việc khai hoang buôn bán, giao thương nhiều đời mà có. Số này mới là nhiều, chứ đất của quan lại triều Nguyễn cũ hay của công chức thời Pháp thuộc chưa ăn thua gì. Trong những năm tháng đau thương đó, có nhiều người lính đã không tiếc xương máu để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Nhưng khi trở về thì chẳng còn có mái nhà xưa, con đấu cha, vợ đấu chồng. Nhiều người bị hành hạ tàn khốc trước khi bị giết hại mà không hề có bản án. Tiếng khóc ai oán khắp các làng quê hỏi rằng hai tiếng đồng bào, hai tiếng dân tộc và đảng tuyên truyền lúc thủa ban đầu gian khó ở đâu. Năm 1956, ông Hồ Chí Minh và Đảng Lao động đã phải công khai lên tiếng nhận sai sót trong quá trình thực hiện cuộc cải cách ruộng đất, rồi thực hiện một số biện pháp kỷ luật và tiến hành sửa sai. Bản thống kê chính thức cho biết là trong số 172.008 người bị quy là địa chủ và phú nông trong cải cách ruộng đất thì có 123.266 người bị quy sai, tức là bị oan, tính theo tỷ lệ là 71,66%. Nhưng sửa sai thế nào được khi mạng người đã mất, khi gia đình và tài sản của người ta đã ly tán khắp nơi? Theo tôi, chính những hậu quả đau đớn của việc cải cách ruộng đất năm 1953 là tác nhân lớn nhất để rồi đất nước phải chia hai. Bắt đầu vào năm 1954,
Từ khi đất nước phân ly, Đảng ta miền Bắc đã từ từ cắt hẳn ngọn cờ dân tộc đi, âm thầm kêu gọi phe xã hội chủ nghĩa vào giúp sức, nhưng lại lên án kịch liệt miền Nam là bám gót đế quốc Mỹ xài lang. Lúc này tinh thần vô sản toàn thế giới đoàn kết đánh đuổi chủ nghĩa tư bản. Tất cả miền Nam ruột thịt đốt cháy dãy Trường Sơn để đánh Mỹ và rất nhiều khẩu hiệu khác nữa được tung ra để rồi hai miền Nam Bắc đánh nhau khốc liệt còn hơn với quân thù. Còn vô số những sự kiện khác nữa như cuộc chiến chống Trung Quốc năm 1979, khủng hoảng kinh tế năm 1986, hội nghị Thành Đô năm 1990, gia nhập ASEAN 1995, bình thường hóa quan hệ với Mỹ năm 1997. Đảng ta lúc nào cũng tài tình đưa ra những lý giải và khẩu hiệu tuyên truyền cực kỳ thuyết phục để rồi đất nước chúng ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong bài viết ngắn ngủi này thì tôi không thể kể hết những thành tựu của Đảng trong nghệ thuật tuyên truyền quần chúng suốt 90 năm qua. Nhưng tôi tin rằng đến giờ phút này thì chắc chắn Đảng không thể ghi thêm thành tích nào nữa trong lĩnh vực đầy khó khăn này. Xin chúc Đảng ta đi ra trong thanh thản. Chúc những người đảng viên tìm thấy con đường mới. Chúc nhân dân mau thoát khỏi cơn mê và ách nô lệ độc tài cộng sản. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.